Sáng ngày 29 tháng 6 năm 2021, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu đã chủ trì cuộc họp khẩn với Sở Y tế và các huyện thành phố để xử lý tình huống khi phát hiện nhiều ca nghi mắc COVID-19 tại xí nghiệp Mai. Liên quan đến bệnh nhân 14.437 là bệnh nhân được phát hiện mắc COVID-19 đầu tiên tại khoa nội của Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc. Đến nay, ngành chức năng đã phát hiện nhiều ca mắc và nghi mắc COVID-19, gồm người bệnh, người chăm nuôi bệnh và nhân viên y tế tại bệnh viện. Đặc biệt, trong các ca mắc COVID-19, có bệnh nhân 15.182 là con của bệnh nhân 14.437. Người này là công nhân tại xí nghiệp Mai 6, tọa lạc tại xã Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc. Trước khi được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2, bệnh nhân 15.182 có đến xí nghiệp Mai 6 làm việc và tiếp xúc với nhiều người. Ngày 28 tháng 6, xí nghiệp Mai 6 đã được Viện Y tế Công cộng thành phố Hồ Chí Minh thuộc Bộ Y tế tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 1.200 công nhân. Đến sáng ngày 29 tháng 6, Viện Y tế Công cộng thành phố Hồ Chí Minh thông báo kết quả xét nghiệm phát hiện một số mẫu xét nghiệm tại xí nghiệp Mai 6 dương tính với SARS-CoV-2. Các mẫu xét nghiệm này được thực hiện theo hình thức gộp mẫu. Khẩn cấp xử lý tình huống, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đoàn Tấn Bửu đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Sa Đéc yêu cầu tạm dừng hoạt động xí nghiệp Mai 6, không để công nhân vào xí nghiệp. Khi cần thiết, xí nghiệp Mai 6 sẽ được trưng dụng làm khu cách ly tập trung, phục vụ cho công tác khống chế, bao vây và dập dịch. Ông Đoàn Tấn Bửu cũng yêu cầu ngành y tế huy động lực lượng các huyện phía Nam sông Tiền phục vụ điều tra dịch tễ, sàng lọc, phân loại test nhanh, đồng thời đưa lực lượng chi viện cho thành phố Sa Đéc để hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cần thiết. Bốn địa phương gồm thành phố Sa Đéc và các huyện Lai Dung, Lấp Vò, Châu Thành đang khẩn cấp nắm danh sách công nhân xí nghiệp Mai 6 tại địa phương mình, yêu cầu không di chuyển khỏi nhà, chờ kết quả xét nghiệm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ nhấn like và nhấn đăng ký kênh để xem những video mới nhất của chúng tôi nhé.